Các tường choáng với anh bảo vệ đi sâu hẹn hò có ba căn nhà. Anh bảo vệ đi làm vì đam mê, lên sâu hẹn hò cho biết đang có 3 căn nhà với đề ở chính mua đến 52 cây vàng. Những chương trình hẹn hò thời gian gần đây nhận được khá nhiều sự chú ý bởi mang đến những câu chuyện thực tế đầy mới lạ và thú vị. Nhiều người thẳng thắn thể hiện tính cách gây tranh cãi, nhưng cũng rất nhiều trường hợp hài hước nhận được sự chú ý, hoặc cũng có những nhân vật gây tò mò vì là đại gia nhưng vẫn chưa tìm được người yêu. Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ lại đoạn clip của chương trình Hẹn ăn trưa. Nguyên nhân là vì anh bảo vệ đi sâu hẹn hò, nhưng làm khán giả bất ngờ vì quá giàu. Sau tập Hẹn ăn trưa cách đây không lâu, nam chính Sơn Phong 43 tuổi làm bảo vệ đã khiến khát tường choáng váng khi giới thiệu về gia thế của bản thân. Anh cho biết đang sống với chị gái ở Sài Gòn, vì không có người chăm sóc nên ở nhà chị để tiện quan tâm nhau. Khi các tường hỏi rằng nếu lấy vợ anh sẽ ở đâu, nam chính 43 tuổi đáp, lấy vợ rồi thì về nhà mình ở. Nhà đó hiện tại cho thuê, cho hai vợ chồng thuê 6 triệu trên một tháng. Cho thuê nhiều năm rồi, tại thấy người ta làm công trình mà còn nuôi hai đứa con nữa. Nếu cưới vợ thì không về nhà đó mà đi nhà khác, có ba căn nhà ở Phạm Văn Hai, quận 10 và chợ Bà Điểm. Cho thuê hai căn còn một căn không có cho thuê mà cho người ta ở nhờ. Nghe Sơn Phong tâm sự, bà mối các tường càng tò mò về nhân vật này khi làm bảo vệ nhưng lại có đến ba căn nhà. Anh chàng hài hước cho biết. Nói chung là từ trên trời rơi xuống, thật ra là từ di chúc ba mẹ để lại, còn một căn là sách 52 cây vàng đi mua. Thời điểm năm 2001-2002 nhắc lại sao mà nhớ, thì miễn sao có nhà là được rồi. Ngoài những chia sẻ về khối tài sản khủng đang nắm giữ, nam chính 43 tuổi còn cho biết, từng học nhạc lý và theo đuổi con đường nghệ thuật, biết chơi trống và cũng hát được. Trước câu chuyện của nam chính, nhiều khán giả cũng rất bất ngờ về gia thế của anh. Chọn đi làm bảo vệ là vì đam mê, bởi vì số tiền thuê nhà anh thu được mỗi tháng cũng sống ổn định. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng đây là minh họa cho câu chuyện chủ tịch đi làm thuê và cái kết bất ngờ. Chú đi làm bảo vệ để che đậy sự nhiều tiền bên trong. Bên ngoài bảo vệ bên trong nhiều nhà nè. Chẳng qua đi làm bảo vệ để biết cách bảo vệ em thôi. Sau những chia sẻ về bản thân, nữ chính kế toán cũng đã đồng ý hẹn hò với chàng bảo vệ không nói đến vấn đề tài sản thì nam chính là một người thật thà, nói chuyện hài hước, đây là đối tượng đáng để các cô gái tìm hiểu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.